Rồi bên kia dưới là không có đây đâu, không ai nghe em. Đâu đây đúng không? Hay quá vậy. Có đá map không vậy? Có đá map không vậy? Dữ luôn. Đâu đây đúng không? À vô đây dài dài đằng em chưa đánh nhiều biết. Biết mà. Cầm mắt đây không? À cầm quét nè. Ai cầm mắt lâu ơi. Hay quá, kìa tay ơi. Anh mày quá vậy đó. Chả có nhiêu tiền được. Mỹ không vậy? Thằng nghèo không nghe. Rồi lỡ xong con đọc trở đi. Rồi đón. Đi bộ luôn, đang qua nha, đang ra. Lọc không có rờ mà lọc mạnh hả? Rồi, tiếp cho đam rồi. Đây bạn, hay. Đi hết. Hai đứa ai da má anh Quy Hùng. Ui da. Em khánh chạy qua đây, em khánh chạy qua anh. Hai giết luôn rồi. Chạy qua anh, nó đang đợi combo, Ai á? Rồi nó chết rồi, khánh ơi. Hay quá, anh đá Quy Hùng rồi. Nó chạy giận khánh rồi, đánh Quy Hùng. Ai lên lọc, anh ghé lên lọc ơi. Anh Như hôm nay anh em mình không thể thua rồi. Hôm nay đánh diễn nguyên vậy, dễ gì. Không tha rồi, anh tưởng anh tưởng nó vừa chết hết rồi. Chạy Rồi. Sứ giả của mình rồi, cứ từ từ. Rét này nó mới hiện rồi nha. Lâu á, lâu tay còn phút hả? Rồi. À dưới lùng. Anh tu gặp anh Tam này cũng hơi quýu. Tôm này cũng hơi cá đuối nha, Hơi quýu. Băng. Anh Thái đang băng. Em lát luôn rồi, anh xuống không? Em đá giờ anh băng. Chưa biết rồi. Gần như là em game rồi sập ơi. Chết thầy cái. Đúng không em? Hết giờ đúng không Lộc? Hết rồi. Còn nó trắng. Thầy léo không? Chết thầy cái. Cảnh cáo á. Mới vô gàn giết luôn. Ê, chừng nó quay cho khánh luôn. Ok. Tốt hôm qua. Ê, lui về đây em đang qua. Tưởng chú với Lộc chứ. Anh ta, ôi đấy. Chị ta. Dạ. Cái áo này là sai tên hết á. Hết tên lấy rồi mà. Hết tên lấy rồi. Em lên cái chè. Rồi, khách chạy về đây, cho anh. Cái thông lấy. Rồi, anh viết hết yêu đây nè. 1, 2, and 3. Ghê vậy. Ghê vậy. Em chỉ cái đường á nè anh ta. Má, cái điều cũng chạy cái đường khó chịu dưới ta. Đâu. Có mắt. Ok,
Ok, ok, ok, ok. Anh mất là chơi 20 giây đó mới triệu phạt nha. Anh im nghe luôn. Anh đang nói luôn chứ. Ờ, anh im luôn. Rồi, lôi đây. Lôi đây. Nè, nè, nè. Thôi bỏ luôn đi anh em. Lùi đi anh em. Lùi đi anh em. Lùi đi anh em. Lùi đi anh em. Rồi, câu được cái nào ai dê rồi, câu được cái nào ai dê rồi. Thôi rồi. Nó lướt xuống nè, Ok đã bay dính hai rồi đó. Mọi đứa nè, hai anh ta chạy đâu anh? Hai lần lắm. Anh em mình được á em. Được. Em đi. Anh để chạy lên cho nó. Rồi giờ để hai người ăn đi, anh em mình vào. Rồi qua đi, qua đi, qua đi, qua đi, qua đi. Biết không lấy biển, biết không lấy biển, biết không. Thôi canh chạy mấy đâu, quýnh hai canh nhìn. Quét cho anh cái chỗ này luôn á. Rồi ok. Nó giết anh rồi, nó giết anh rồi. Này đi chơi lắm. Có phê góc đẹp được nha. Kéo thằng cao. Giao anh không đời, giao anh không đời, giao anh không đời. Hai anh em. Tôi câu hết chiêu cho anh em rồi. Phải để em quy đỏ quá, còn chưa hết. Rồi, anh em cứ ăn cái đó đi. Tôi làm cái. Rồi, tôi biết, đừng chỉ tôi. Rồi, đừng chỉ tôi. Anh đi vừa rồi, chắc anh chỉ ủng hộ. Ập câu này mất rồi nha. Thằng ác không đánh anh em ạ. Quay sau đây này. Cái gì vậy? Trong quay. Nhìn Rồi, về. Anh mình về. Không, khỏi đấy. Anh về đi. Khỏi đấy, bữa giờ mình đã kêu là chọn anh ba lắm, cho anh ba cơ hội để anh ba nói ra. Rồi. Rồi. Win đi. Phải win cho anh ba lực lên. Win hả? Hai không rồi mà, cho bên kia thở cái đi. Mình thắng rồi, bên kia còn xin game nữa anh. Mua cái nước kìa. Còn cái thằng này đó, đá to hai thằng đó. Càng vậy. Khỏi, chết đi. Thêm phép rồi, Rồi, anh sẽ lấy muốn chơi ha. Vậy đấy, nó muốn đánh nó kêu chiến với anh em. Rồi, nếu mà nó muốn gạnh, nó muốn kêu chiến với anh em mình. Hai. Má nghe hôm nay bay ngứa trời. Muốn có ly xin cho Lê Bi coi thôi. Kiểu bình thường em coi được rồi, em nè rồi. Thấy con ly xin đấy lần sau em né. Anh câu đánh nhau cùng á. Anh câu xương xương ba cái R của Na Di cho anh em dễ chơi chưa? Ba cái R của con Na Di tức là anh câu nó ba lần đúng không? Đúng rồi. Hai lần đánh chết một lần đánh xấu. Đúng. Lần kia là lỗi kỹ được, lần kia là trục chặt kỹ được.